Nào, chúng ta sẽ đi vào một số những cái khái niệm nhỉ. Đối bài này chúng ta sẽ hiểu về lập trình web, một số công nghệ phía server. Giới thiệu Java IE này, các thành phần Java IE, Application Component, cấu hình ứng dụng web và các bước phát triển nhỉ. Như vậy chúng ta phải hiểu là mô hình máy khách máy chủ hiện tại là gì, rất phổ biến nhỉ. Mà hầu hết trong tất cả những ứng dụng web bây giờ thì người ta đều dùng gì? Mô hình gì? Mô hình client server nhỉ. Bởi vì mô hình đấy đáp ứng được nhu cầu về mặt tốc độ cũng như là sự đáng tin cậy nhỉ. Một số thuật ngữ ví dụ như là gì? Web page, trang web, web browser là gì? Trình duyệt. Ví dụ như Chrome, Firefox, web server chính là gì? Máy chủ web. Ví dụ như là gì? Apache, IIS nhỉ. Đó, Apache Tomcat đấy. Rồi thì database, ví dụ như SQL Server, Oracle, MySQL nhỉ. Protocol là các giao thức nhỉ. Đấy là các thuật ngữ. Web server làm việc như thế nào? Từ một trang web nhỉ, gửi yêu cầu thông qua môi trường internet đến máy chủ kết nối với gì? Cơ sở dữ liệu và gì? Trả về cho người dùng, giống như mô hình thầy vừa giới thiệu, đúng chưa nhỉ? Đó. Thì trong đó file name ở đây là index HTML, server name là cái này và gì? Protocol là cái này nhá. Cơ chế tương tác đúng nhỉ? Thì đầu tiên là gì? Browser thu gom dữ liệu nhá và gửi dữ liệu đi, đúng chưa nhỉ? Sau đó web server thực thi cái việc xử lý nhỉ? Và cuối cùng là trả về gì? Trả về cho browser. Giống như vừa rồi bạn gõ chữ lập trình Java đấy, đúng chưa? Thông qua môi trường internet là các request gửi đến server, server sẽ xử lý và truy vấn từ cơ sở dữ liệu, cuối cùng trả về cho trình duyệt. Như vậy thông qua thì bốn bước nhỉ. Một số công nghệ phía server thì có rất nhiều công nghệ nhỉ. CGI này nhỉ, SS, GS, PSP, ASP, Servlet và GSP. Như vậy một số công nghệ của Java ví dụ như là GSP, công nghệ của thằng Microsoft là ASP và những phiên bản mới là ASP.NET nhỉ. Đây là các công nghệ về phía gì? Phía server nhỉ. Như vậy về cơ bản bây giờ những công nghệ nổi tiếng là công nghệ này này, PHP đúng nhỉ? Công nghệ gì? .NET nhỉ? Và công nghệ gì? Công nghệ GSP. Servlet thì nó là một cái rất nổi tiếng từ thời những năm 90. Năm 90 đã có cái đấy rất nổi tiếng. Cho đến tận bây giờ nhỉ? Tất nhiên bây giờ nó đã thay thế đi rồi, nhưng mà dù sao nữa về mặt lịch sử là ta phải nhắc đến nhỉ? Hai nữa là cái đặc điểm của Servlet nó có rất nhiều lợi điểm cho nên người ta vẫn nhìn sử dụng nó. CGI là viết tắt gì? Common Gateway gì? Interface nhỉ? Thì nó được xử lý theo kiểu dạng như là C nhỉ? Cái này thì bây giờ người ta ít dùng rồi nhỉ? ASP của Microsoft bây giờ vẫn dùng rất nhiều nhỉ? Nó gọi là ASP.NET ấy nhỉ? Cũng dùng rất nhiều. Ngày xưa thì bên trường mình là có học đấy, nhưng mà sau đó bỏ đi nhỉ? Còn Servlet GSP là của Sun. Đây chính là cái chúng ta đang học đây nhỉ? Thì chúng ta sẽ có trang GSP, tức là Java Server Page nhỉ? Chúng ta sẽ in ra dữ liệu, ví dụ như là out.print nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu là phần trăm, mở móc phần trăm, phần trăm đóng móc để chúng ta in ra dữ liệu và ta nhúng vào gì? Cái trang HTML nhỉ? Thì đây là cái công nghệ về gì? Về GSP nhỉ? Ok. Thế còn Servlet Model nhỉ? Servlet Model thì bản chất của nó là gì? Nó cung cấp cho một cái cơ chế giao tiếp nhỉ? Với gì? Với database nhỉ? Tức là nó sẽ là cơ chế giao tiếp giữa web server và database nhé. Tức là client gửi dữ liệu, gửi yêu cầu đến phần web server sẽ thông qua các servlet nhỉ để xử lý. Đấy chưa nhỉ? Đấy gọi dạng gì? Servlet Model. Java IE là viết tắt của Java Platform Enterprise. Như vậy là hầu hết là những cái sản phẩm mà chúng ta sản phẩm lớn, sản phẩm dạng enterprise ta sẽ dùng gì? Java IE nhé. Các phiên bản của IE thì nó có từ năm 1999 nhé. Phiên bản mới bây giờ thì nó cũng tức là mới nhất đúng không nhỉ?
Bên có Java mới rồi các bạn. Java bao nhiêu rồi? 11 rồi đúng không? Java IE cung cấp các API cho việc phát triển ứng dụng nhằm giảm thời gian phát triển này, giảm độ phức tạp và tăng hiệu suất ứng dụng nhỉ. Ok. Đây là các thành phần của nó. Chúng ta sẽ có các thành phần đúng chưa? À, như trên cái hình đúng không? Chúng ta sẽ có tầng web này, tầng client này, tầng business này nhỉ. Và tầng database. Rồi, đúng không nhỉ? Tầng client ở đây nó sẽ chứa gì? Chứa những ứng dụng về web page này, applet này nhỉ. Java bin, các thành phần Java bin nhỉ. Đấy. Thế thì nó tương tác với nhau thông qua gì? Tầng web, sau đó tương tác với nhau thông qua tầng gì? Business nhá. Và cuối cùng là gì? Tương tác liên quan đến cơ sở dữ liệu nhỉ. Nào, một web application nhỉ. Thì chúng ta sẽ có các thành phần web như là gì? Servlet và gì? JSP đúng chưa? Chúng ta sẽ có một cái file cấu hình để deploy, chính là file gì? web.xml. Như vậy hầu hết trong các trang web viết bằng JSP chúng ta sẽ phải có các file gì? Java, phải có các file gì? JSP và phải có các file servlet nhỉ. Đồng thời có cái file deployment descriptor, tức là cái file web.xml. Trong đó nó định nghĩa các cái file ví dụ như servlet nhỉ, servlet mapping nhỉ. Rồi thì các cái lead file mà được khởi tạo, được chạy nhỉ, chạy đầu tiên khi mà chương trình chạy nhỉ. Và nó đóng gói chúng ta dùng file qua nha. Đóng gói là dùng file qua. Rồi ok, như vậy bạn nhìn đây bạn thấy được là cái sơ đồ của nó nhỉ. Cái sơ đồ bao gồm có những cái gì? Đây là cấu hình ứng dụng, chúng ta phải có gì? Servlet này, servlet mapping này nhỉ. Có file config session và có file gì? Welcome file list nhỉ. Chúng ta phải cấu hình đủ 4 thành phần như thế nhé. Servlet này, servlet mapping này, nhá, session config nhá, và welcome file file list, đó là những cái file phải cấu hình của chúng ta, được nhá. Ở đây chúng ta thấy là servlet name là chỉ tên servlet này, servlet class là chỉ về đường link của nó, nhá. Mapping thì chúng ta sẽ có cái đường servlet name và gì, và cái pattern, nhá. Còn các file nào được gọi thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng ở đây nhé. Rồi, các bước phát triển thì ta có 6 bước như thế này nhé. Thứ nhất là ta gì? Vào Java web, ta click Java web này, ta tạo, ta next next nhé. Đó. Và tiếp tục next nhé. Chúng ta chọn gì? Apache Tomcat và next tiếp nhé. Thành phần của nó thì bao gồm có trang web.xml, đây chính là trang file cấu hình này nhỉ. Cái chỗ này là toàn chủ code Java, đây là các thư viện nhỉ. Đó chứ nhỉ. Rồi, để mà tạo một servlet, chúng ta dùng gì? File new nhỉ. Và chọn gì? Chọn đối tượng file của nó là gì? Là servlet nhé. Servlet này. Đó chưa? Đấy. File new web này, xong chọn servlet. Rồi. Và ta đặt tên cho nó, backkeep là gì? Ví dụ như là servlet nhỉ. Đây là name. Đó. Sau đó ta add một cái file gì? File descriptor nhỉ, descriptor web.xml. Ta chọn gì? Chọn finish. Thực ra ta chỉ cần gì? Add information là nó sẽ gì? Tự tạo cho các bạn nhỉ. Rồi. Đây là một trang gì? Trang mà nó in ra dữ liệu nhỉ. Đây là một cái servlet, hello servlet đây nhỉ. Rồi. Sau đó chọn build đúng không, và chọn gì, run, chọn deploy nhỉ. Thì ta sẽ có một cái servlet đây nhé. Rồi đây chính là servlet chào các bạn. Ok, các mô hình sử dụng trong JSP, ta có mô hình 1 là xử lý request thông qua thành phần như là scriptlet, các tương tác và scripting nhỉ. Trang JSP dùng Java bin hay là JDBC để truy cập dữ liệu nếu có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có một cái cơ sở dữ liệu này, đây là browser, và thông qua cái trang này tương tác trực tiếp với các Java bin nhé.
đó là các mô hình. Loại mô hình thứ hai là chúng ta sẽ có gì, mô hình MVC, bao gồm có view là các gì, view là các trang GSP, nhỉ, sublet là các controller và model chính là các cái Java bin, Java bin. Như vậy quy trình tương tác như thế này, browser tương tác theo kiểu như thế này, nhá, và thằng model này tương tác cơ sở liệu giống như cái mô hình thầy vừa vẽ đấy, đúng không? Thực ra là cái thứ mà bạn chỉ cần hiểu được ba ý vừa rồi là đủ, nhá, ba ý vừa rồi là đủ, đúng chưa? Nó chính là nội dung tóm tắt của phần này, đúng chưa nhỉ? Nhưng mà thầy vẫn chạy slide để cho các bạn nó chi tiết hóa một tí nhé. Ok, ví dụ là phần login, chúng ta có thể định nghĩa model, ví dụ get username, set username như thế này nhỉ. Đấy, phần view thì ta đưa phần login vào đây nhỉ. Đây là phần view này, rồi controller thì ta thực hiện như thế này nhỉ. Bao gồm có cái hàm là gì, process request chẳng hạn, là ta check login nhỉ. Đó. Trang web.xml thì ta định nghĩa gì? Sublet nhỉ, sublet mapping nhỉ, như thế này, và ta chọn login nghe nhỉ. Đó. Như vậy là tổng kết cái bài này là chúng ta gì? Thực hiện cơ bản là có ba cái ý mà thầy vừa nói với các bạn, được chưa nhỉ? Có ba cái ý thầy vừa nói với các bạn. Ý thứ nhất là gì các bạn?